Mới đi diễn đầu năm, ST Sơn Thạch đã bị fan yêu cầu làm chuyện khó nhằn. Sau những ngày đầu năm dành thời gian đón Tết bên mẹ, ST Sơn Thạch nhanh chóng quay trở lại với công việc. Đối với ST Sơn Thạch, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình nên cũng như mọi năm, nam ca sĩ dành những ngày đầu tiên của năm mới cho mẹ và gia đình. Sau đó, giọng ca ngày thương thằng nhớ năm đợi đã quay trở lại với công việc bằng hai show diễn khai xuân mới đây. Xuất hiện trong hai đêm nhạc, ST Sơn Thạch gây ấn tượng bởi hình ảnh sung sức với 200% năng lượng và tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ cho biết, ngày thường đi diễn đã quẩy tưng bừng thì Tết càng phải nhiệt hơn để mang đến không khí tươi vui, đón xuân mới cho khán giả. Không chỉ mang đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, ST Sơn Thạch còn chiều phán hết mức khi hát theo yêu cầu của mọi người. Đặc biệt, trên sân khấu của đoàn Lô Tô, nam ca sĩ còn nhảy cực sung và quăng miếng giao lưu, thử kêu Lô Tô khiến khán giả cười không ngớt, liên tục cổ vũ cho ST. Mặc dù sớm quay trở lại với công việc nhưng ST Sơn Thạch cũng giống nhiều bạn trẻ khác, vui vẻ với tinh thần còn mùng là còn Tết. Vì vậy, song song với việc đi diễn, nam ca sĩ vẫn sẽ tiếp tục dành thời gian cho mẹ và gia đình nhiều hơn. Đây cũng là cách anh nghỉ ngơi sau một năm bận rộn với công việc khi liên tục xuất hiện trong các game show, ra mắt sản phẩm âm nhạc. Đầu năm Quý Mão đi diễn lại, ST đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Đặc biệt là các bạn Rockin đã tiếp thêm sức mạnh cho 365 ngày rực rỡ sắp tới. Năm mới khởi đầu mới, hy vọng là ST sẽ hoạt động hết công suất để tiếp tục cống hiến cho những người yêu thương mình nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. ST chúc mọi người thật nhiều năng lượng khi trở lại với công việc, học hành sau Tết để có một năm thật rực rỡ, ST Sơn Thạch chia sẻ. Năm qua, ST Sơn Thạch đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Người Thương Thằng Nhớ Năm Đợi, bên cạnh việc tất bật đi diễn nhiều nơi và tham gia các game show. Ngày Thương Thằng Nhớ Năm Đợi là một bản ballad nhẹ nhàng với MV mang nội dung đơn giản, nhưng đã thu về hơn 2 triệu lượt xem, trụ vững ở vị trí 7 trending YouTube.